bà lấy pe rồi đây giờ tiếp cho mà bánh tập cu lúc nhưng bánh po tập po sẵn po nhưng đã vì mấy cái vịt chỉ mồi này sạch background vậy hàng sạch về hàng nông đấy bây giờ dần cu lúc tích tích nên là biết này ca cu về giờ quấn cứ về nghe là nghe ngày tết nãy là nè tao ngóc nghe và nghe là tóc rồi có kêu thằng hà râm tu cái ấy cha ấy theo ca phục thêm vô tao bằng thằng nam cái ấy ai cho nè tao nói một căn biệt thân bát tiếp theo mà nơi nó mà đi thành đi nông bên tế để chưa sắp ra thằng lên nam biệt ta sạch này chia vào thế là sạch po sạch cô lắm nhưng mà để giao khoang mình tên video nhớ mở miền to to cho cái này là hốt à nghe là ok ai cho tôi tam đan bán chấm cua có đầu biệt cua với giá ở đầu biệt bánh nam mẹ cho tôi mua bán nè hạt lại chắc hiện tục vì tiết phong chiết này thì hiện cụ bảo ta tới hạt lại nhé tiết phong chiết này ta huy chất chất tới việc tua công ca chút thầm hạt đi bởi miền bà hồng miền này tới việc châu đầy châu đấy được bà chút ta một phần lọt chứ rồi bình ẩm miền này được bà bảo con chỉ vô ca tan đang ở video này chụp hết là video cả rồi.